Diamond Bay Condotel Resort. Diamond Bay Condotel Resort là quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn, được xây dựng ngay trái tim của quần thể nghỉ dưỡng Diamond Bay City, dọc theo mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành. Nằm giữa sân golf 18 lỗ và khu Diamond Bay Resort and Spa, được bao quanh bởi con sông Lô thơ mộng, liền kề với bờ biển và gần bãi tắm Nhũ Tiên, một trong những bãi tắm đẹp nhất Nha Trang. Diamond Bay Condotel Resort nằm trải dài là bờ biển nguyên sơ, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang dã với gam màu sáng được kết hợp với trang thiết bị hiện đại, bao quanh bởi biển và sông, mang đến cho du khách không gian yên tĩnh, thanh bình. Diamond Bay Condotel Resort được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp 4 sao, gồm hơn 1.050 căn hộ resort và 376 căn bungalow xen kẽ nhau, tạo nên quần thể hài hòa, được xem là một khu resort world ngay tại Diamond Bay City. Các căn hộ resort được thiết kế sang trọng, thoáng rộng, trang thiết bị hiện đại và đẳng cấp. Diamond Bay Condotel Resort với 5 loại phòng nội thất chính, căn hộ Sapphire với 1 phòng ngủ, căn hộ Sapphire với 2 phòng ngủ, căn hộ Ruby với 1 phòng ngủ, căn hộ Ruby với 2 phòng ngủ, căn hộ Bungalow. Khách hàng của Diamond Bay Condotel Resort sẽ được tận hưởng những lợi ích khu vực sẵn có như sân tập thể thao, hồ bơi ngoài trời hướng biển, massage thư giãn tại sông Lô Spa, nhà hàng đẳng cấp 5 sao, tận hưởng cát trắng, biển xanh, làn gió mát lành và các trò chơi biển của bãi biển Nhũ Tiên, sân golf Diamond Bay và villa. Diamond Bay Condotel Resort, đầu tư hiệu quả, tận hưởng thành công.